Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm viên sapphire vàng bình an. Viên sapphire vàng bình an là viên đá khiến bao người ao ước có được, không chỉ bởi chúng có giá trị đắt đỏ mà chúng còn có rất nhiều công dụng trong phong thủy và sức khỏe. Trong phong thủy, sapphire có thể mang đến tài lộc, đem lại nhiều điều tốt lành cho người sở hữu. Trong y học, viên đá này còn làm giảm đau lưng, ổn định huyết áp và chống mất ngủ. Viên sapphire vàng bình an may mắn, bền đẹp, chất lượng, có giấy kiểm định đá quý đảm bảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.